Thúy Nga xin hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn Nỗi mong đợi khốn cùng của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn qua sự diễn đọc của tác giả. Ăn xong cái Tết năm 77 tại thành phố Hồ Chí Minh, Điền lên sông Bé trình diện đơn vị mới. Bộ Tư lệnh Sư đoàn 3 bố trí Điền xuống Trung đoàn 1, nằm sâu trong rừng, cách thị xã Phước Bình 17 cây số. Cán bộ tổ chức trao giấy tờ cho Điền và dặn: "Thủ trưởng lên đường ngay bây giờ thì còn kịp. Từ đây vào đến trong ấy mất độ 3 giờ đồng hồ. Lộ trình không có xe khách vì là khu quân sự. Nhưng mà thỉnh thoảng có xe bộ đội ra công tác. Nếu mà gặp họ thì thủ trưởng xin đi nhờ, thế nào họ cũng cho. Gặp chính ủy Nhất và trung đoàn trưởng Long thì thủ trưởng nhớ nói hộ là tôi gửi lời thăm." Điền đeo ba lô vào vai, nhớ lời một đồng chí dặn lúc chia tay. Ở Sài Gòn, sông Bé nổi tiếng là chỗ sốt rét, ông lên trên ấy phải cẩn thận. Mình cứ bảo rằng sốt rét là nghĩa vụ của bộ đội, nhưng mà đấy là nói chuyện thời chiến, hòa bình rồi, chả dại gì mà để cho mũi nó đốt. Điền cắm đầu bước đi theo con đường đất ngoằn ngoèo chạy giữa rừng tre âm u. Lâu lắm mới gặp một toán bộ đội công tác đi ngược chiều vội vã. Trời tối dần, Điền mới đến nơi. Văn phòng sở chỉ huy là một căn nhà rộng ngang với những phên cửa sổ trống lên khoảng khoát. Một bóng người ngồi bên ngọn đèn dầu khá lớn, khói thuốc tỏa chung quanh. Bên hông nhà dăm ba gã bộ đội đốt lửa bùi khoai, rầm rì nói chuyện. Điền bước lên thềm ho nhẹ mấy tiếng làm hiệu. Người bên trong ngẩng đầu, lấy một bàn tay che ngang trán, nhướng mắt ngó ra và cất giọng trịch thượng: "Cậu nào đây?" Điền lúng túng không biết tự giới thiệu thế nào. Gã tháo ba lô buông xuống chân rồi ấp úng đáp: "Tôi mới được điều về công tác, đồng chí cho hỏi thăm chính ủy trung đoàn ạ." Người kia từ từ đứng dậy, vặn lớn ngọn đèn dầu và nói: "Tôi Nhất đây, đồng chí vào trong này." Điền giật mình đi nhanh vào, đứng ở tư thế nghiêm: "Báo cáo thủ trưởng, tôi Điền." Nhất xòe bàn tay chỉ chiếc ghế đối diện: "Tốt lắm, trung đoàn đang chờ đồng chí." Nhất nhìn Điền mỉm cười hiền lành. Gã chạc tuổi ngoài 50, dáng cao và gầy, da ngăm đen. Từ lời nói đến cử chỉ lúc nào cũng khoan thai đằm thắm, biểu lộ những nét điển hình của một cán bộ lâu năm trong ngành chính trị. Từ ngày giải phóng miền Nam, Nhất vẫn quanh quẩn ở sông Bé, ngày ngày vác cây súng trường dẫn theo một vệ binh đi bắn chim và gà rừng. Nhất đi săn cho vui thôi, chứ ít khi mang về được chiến lợi phẩm, vì gã không có tay sát thú. 2 tháng trước, Nhất bị đàn lợn rừng rượt đuổi, chạy đứt cả dép râu, rách bung cả 2 ống quần, tí nữa thì mất mạng. Gã vệ binh đi theo Nhất, ngã từ trên đồi xuống vực, gãy xương tay bó bột đến nay chưa lành. Tuy vậy, Nhất vẫn không sợ. Những khi rảnh rỗi công tác, mà thường thì rất rảnh rỗi, Nhất vẫn vác súng ra đi. Trung đoàn trưởng Long thường bảo Nhất: "Chưa biết đến ngày nào mới ăn được miếng thịt lợn rừng của ông. Không khéo có ngày tôi lại phải huy động anh em ra khiêng ông về đấy." Nhất cười quả quyết: "Cậu cứ chuẩn bị sẵn củi lửa đi, thế nào nay mai cũng có thịt cho cậu chén." Cả tuần nay Nhất không đi săn, bởi vì sư đoàn vừa bố trí nhiệm vụ mới. Ngày ngày Nhất bù đầu với đống văn thư và họa đồ. Khi rảnh rang, Nhất vác gậy đi xem địa thế hai bên con lộ chính, chờ qua Tết sẽ bắt tay thực hiện công tác. Cần vụ bưng khay trà vào đặt trên bàn, Nhất rót ra cốc và bảo Điển: "Trên giao cho trung đoàn nhiệm vụ mới là quản lý cải tạo viên vừa từ Xuân Lộc chuyển lên, tất cả độ 5.000 người. Tôi đã hội ý với cán bộ trung đoàn và các tiểu đoàn bố trí làm 8 trại dọc theo bờ suối. Mỗi trại ta tạm gọi là một tiểu đoàn, và có số hòm thư riêng để tiện liên lạc. Đồng chí về nắm cho tôi một tiểu đoàn, quãng độ hơn 600 cải tạo viên." Điển mở to mắt thở phào khoan khoái. Suốt ngày hôm nay Điển băn khoăn không biết mình sẽ được bố trí công tác gì. Tự dưng bây giờ thấy mình quan trọng. Hôm sau Điển xuống trại. Công việc ở trại cải tạo lúc đầu cứ tưởng là nhiêu khê, nhưng hóa ra càng ngày càng thấy giản dị, vì mỗi khối đã có quản giáo trực tiếp quản lý.
ngôi vị tiểu đoàn trưởng của Điển thực chất chỉ là ngồi mát, ăn bát mì mà thôi. Ngồi ở văn phòng chả có gì làm, Điển thường hay lang thang xuống trại, ra hiện trường theo dõi công việc của tù nhân. Một hôm Điển lên đồi kiểm tra công tác, Điển nắm cánh tay một ông già lôi ra chỗ vắng và hỏi: "Anh là Nguyễn Văn Tú phải không?" Ông già hoang mang lo lắng đáp: Vâng, tôi đấy ạ." Điển hỏi: "Trước kia anh là đại úy quân cụ phải không?" Ông Tú tưởng Điển cật vấn lý lịch, chớp mắt sợ hãi: "Dạ phải, nhưng mà báo cáo anh, quân cụ chúng tôi chỉ đóng bàn ghế cung cấp cho các đơn vị thôi." Điển ngắt lời: "Thì chính vì thế tôi mới hỏi anh, tôi cần anh đóng ngay cho tôi một cái giường." Ông Tú thở phào nhẹ nhõm, nhưng gượng cười lắc đầu: "Thưa anh, quân cụ thì tuy nhiều thợ mộc thật, nhưng đa số là lính hoặc hạ sĩ quan thôi. Tôi đâu có phải là thợ mộc, cả đời tôi có cầm đến cái búa bao giờ đâu." Điển thất vọng: "Tưởng anh là đại úy thì anh phải đóng giường giỏi hơn lính chứ." Ông Tú chào Điển, trở lại chỗ cũ, cúi xuống vác cây tre lên vai, nhưng Điển chạy theo và hỏi thêm: "Anh có biết anh Đạt không nhỉ?" Gã cúi xuống nhìn vào tờ giấy và hỏi lại: "Nguyễn Quang Đạt ở khối 2 ấy." Ông Tú nhắc lại: "Thưa anh Đạt, kiến trúc sư ạ." Điển gật đầu: "Đúng, anh bảo anh ấy lên ban chỉ huy gặp tôi." Ông Tú tò mò hỏi: Anh định xây nhà hay sao ạ?" Điển vui vẻ đáp: "Không, nhà với cửa cái gì, định nhờ anh làm hộ cái chuồng gà." Rồi Điển tiếp tục leo dốc lên tới đỉnh đồi mới ngồi nghỉ dưới gốc cây cổ thụ, nhìn xuống. Bỗng Điển nhận ra một bóng người đang cắm đầu chạy về phía gã. Điển đứng dậy chờ đợi. Khoảng cách không xa, nhưng cây đổ ngổn ngang chắn lối, người kia phải vừa chạy vừa lách. Đến gần, Điển nhận ra Định, gã vệ binh liên lạc giữa tiểu đoàn và trung đoàn. Điển mở to mắt hỏi: "Có việc gì đấy?" Định vừa thở vừa đáp: "Thủ trưởng về ngay, chính ủy trung đoàn xuống tìm, bảo là có việc khẩn trương." Điển vội vã cất bước, nét mặt chợt lo lắng. Từ ngày Điển về đây, chưa bao giờ chính ủy Nhất xuống tham quan trại cải tạo của Điển. Mỗi lần cần hội ý, Nhất chỉ sai người xuống gọi Điển lên nhận chỉ thị. Hôm nay Nhất thân hành xuống tìm, chắc phải có chủ đích rất quan trọng. Truyền trại chăng? Điển giật thót người với ý nghĩ đó. Về đến văn phòng, Điển thấy Nhất đã ngồi yên vị bên cạnh bốn gã quản giáo, vừa uống trà vừa nói chuyện. Cả bốn ngẩng lên nhìn Điển, nhao nhao hỏi: "Gươm đi đâu mà để chúng nó tìm mãi?" Điển gượng cười chào Nhất: "Thủ trưởng mới xuống ạ." Nhất khẽ nhếch mép, rồi lại nghiêm ngay nét mặt. Điển nhẹ tay kéo ghế ngồi đối diện Nhất. Lần đầu tiên Điển thấy chính ủy lộ nét ưu tư trong đôi mắt lúc nào cũng buồn vời vợi của gã. Nhất ho nhẹ mấy tiếng rồi nhập đề: "Xuống để báo cáo với các đồng chí mấy công tác khẩn trương." Bỗng Nhất ngưng lại, đưa mắt ngó ra sân, rồi lại nhìn sang phòng bên cạnh. Mọi người ngơ ngác nhìn theo Nhất, cố đoán xem chính ủy trung đoàn muốn gì. Nhất hạ giọng bảo Điển: "Đồng chí cho tất cả anh em vệ binh ra hiện trường kiểm tra công tác cải tạo ngoài ấy. Ta trao đổi độ một giờ đồng hồ." Điển hiểu ý chính ủy, vội lên tiếng gọi cán bộ trợ lý kỹ thuật, chỉ thị gã lôi hết bộ đội khỏi văn phòng, càng xa càng tốt, vì chính ủy trung đoàn không muốn bất cứ vệ binh nào nghe được nội dung buổi hội ý hôm nay. Rồi Điền trở lại chỗ cũ, vừa ngồi xuống vừa nói: "Anh em đi cả rồi, thưa thủ trưởng." Nhất gật đầu hài lòng, giọng gã đều đều, chậm rãi và có vẻ như muốn nhấn mạnh từng chữ: "Báo cáo các đồng chí, đoàn đại biểu kinh tế nước Thụy Điển sang tham quan nước ta hiện đang có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn có gợi ý sẽ viện trợ cho nước ta 50 vạn Mỹ Kim để xây dựng công trường nhà máy giấy tại sông Bé. Nhưng trước khi ký thỏa ước, thì đoàn đại biểu Thụy Điển và một số các nhà báo nước ngoài muốn tham quan một trại cải tạo. Hội đồng Bộ trưởng đã chỉ thị ngay cho Bộ Nội vụ và Ủy ban Cải tạo Trung ương để tiến hành công tác đón tiếp phái đoàn tham quan. Ủy ban Cải tạo Trung ương nhất trí chọn sông Bé làm chỗ hướng dẫn phái đoàn đến thăm. Tối hôm qua, đích thân chính ủy sư đoàn đã vào tận đây hội ý với tôi và đồng chí Lâm. Chính ủy cũng đưa cho tôi xem công điện của quân khu và thứ trưởng Bộ Nội vụ. 8 trại cải tạo đóng dọc theo con đường chính từ ngã ba Minh Hưng vào trong này. Chỉ có mỗi trại này là thuận lợi hơn cả. Địa thế tốt, gần suối, ít dốc, nhà cửa lại nhiều. Thành ra trung đoàn nhất trí dành cho trại này vinh dự
được đón tiếp đoàn đại biểu nước ngoài đến tham quan. Có thể nói là cả nước đang trông vào ta. Nhà máy giấy Sông Bé có xây dựng được hay không là ở cái chuyến viếng thăm này. Các đồng chí phải tiến hành tốt công tác chuẩn bị, đừng để trên phê bình. Việc này mà để khuyết điểm thì chẳng những tôi bị kỷ luật mà chắc chắn các đồng chí cũng không còn gặp nhau nữa. Mọi khuôn mặt đều đăm đăm nhìn Nhất lo âu. Chỉ riêng Điển thì lơ đãng ngó ra sân. Gã đang ngạc nhiên tự hỏi tại sao người ta chỉ hứa viện trợ có 50 vạn Mỹ Kim mà cả nước phải đón tiếp nồng hậu như vậy. Kỳ đại hội đảng năm ngoái, các đồng chí lãnh đạo đã thay nhau gào thét đòi Mỹ phải bồi thường chiến tranh đến mấy tỷ bạc cơ mà. 50 vạn bạc thì thấm vào đâu mà phải đón với được. Nhưng Nhất uống hớp nước rồi nói tiếp. Các đồng chí biết đấy, kỳ đại hội đảng năm ngoái, Trung Quốc không cử đại biểu sang tham dự. Chẳng những thế, ngay sau đại hội, họ bắt đầu rút tất cả chuyên viên về nước. Những kế hoạch về cầu đường, những phương án kỹ thuật ở miền Bắc nước ta đều bỏ dở dang. Bây giờ, ta chỉ còn trông vào viện trợ các nước phương Tây. Các đồng chí phải quán triệt điều này để thấy rằng công tác đón tiếp phái đoàn đại biểu nước Thụy Điển là một công tác to lớn mà trên đã bố trí cho chúng ta. Cả bọn im lặng lắng nghe, Nhất giơ bàn tay trái nhấn mạnh thêm. Tất cả những điều tôi vừa trao đổi với các đồng chí tuyệt đối không được hở cho ai biết, kể cả anh em bộ đội. Nhất là thái độ thù nghịch của Trung Quốc đối với nước ta thì càng phải giữ bí mật cho đến khi nào có chỉ thị cụ thể của Trung ương đưa xuống. Lúc ấy, ta sẽ cho anh em bộ đội học tập. Điền dè dặt hỏi. Thưa anh, thế bao giờ phái đoàn đến tham quan thưa anh? Nhất đáp gọn. 3 hôm nữa. Cả 5 cái mồm trong phòng cùng há ra kinh hãi. 3 hôm nữa thôi ư? Nhất gật đầu nhấn mạnh. Cũng kịp chán. Làm ngày không đủ ta tranh thủ làm đêm. Đốt đuốc lên mà làm. Chả sao cả. Cụ thể công tác như thế này. Bố trí ngay cho tôi một bộ phận làm cho tôi cái nhà khách. Các đồng chí lấy giấy bút ghi vào kẻo lại quên. Nhà khách thì gồm 2 khu, một dãy nhà ăn tập thể có bàn ghế cẩn thận, một dãy nhà ngủ chia làm nhiều buồng, có giường, có cửa nẻo khang trang. Xong chưa nào? Rồi bố trí một bộ phận khác dựng ngay một hội trường, có sân khấu, có bục giảng, sân khấu phải có màn kéo để biểu diễn văn nghệ. Nhất ngừng lại, chờ Điền và đám quản giáo ghi chép xong, rồi mới tiếp. Sân bóng đá, bóng chuyền, phòng đọc sách, vườn hoa, tất cả đều phải đâu ra đấy, không được làm bôi bác. Cho chúng nó vào rừng, gặp cây hoa nào bứng về rồng, càng nhiều càng tốt. Tôi sẽ bảo đồng chí Long cho mượn mấy chậu lan treo vào phòng đọc sách, cho chúng nó quét dọn nhà ngủ thật sạch sẽ. Sư đoàn sẽ cho mượn 300 chiếc chiếu, giải lên giường hôm phái đoàn đến tham quan, xong rồi thì giả lại cho sư. Điền ngẩng lên nhìn Nhất khẽ nói, báo cáo thủ trưởng tổng số cải tạo viên ở đây là 600 cơ đấy ạ, chứ không phải là 300. Nhất tặc lưỡi đáp, vẫn biết thế, nhưng ta nói trại này chỉ có 300 thôi. Giảm xuống càng ít càng tốt, không nó lại bảo mình nhốt quá nhiều tù nhân. Và lại ta giải 300 chiếc chiếu thì chỗ nằm nó có vẻ rộng rãi. Chứ nếu nói là trại ta có 600 thì lại bảo là bắt chúng nó ở chật chội, hiểu chưa? Điền gật đầu. Dạ thưa anh, còn gì nữa không ạ? Nhất gấp cuốn sổ rồi nói, trước mắt hãy cứ như thế. Tôi nhắc lại này, ta cho tiến hành ngay những công tác sau đây: làm nhà khách, hội trường, đắp sân bóng đá, bóng chuyền, phòng đọc sách, vườn hoa. À tí nữa quên, chỉ thị mỗi khối phải thực hiện báo liếp báo tường, dán ở phòng đọc sách. Quản giáo Kiển khẩn khoản góp ý. Báo cáo chính ủy, bấy nhiêu việc mà chỉ có 3 hôm thì... Nhất ngắt lời. Tôi hỏi các ông có hạ quyết tâm làm được hay không? 600 công lao động một ngày, không nhẽ chỉ có bấy nhiêu việc mà không hoàn thành nổi. Điền thay mặt tiểu đoàn quả quyết. Báo cáo chính ủy, chúng tôi làm được. Nhưng quản giáo Kiển lắc đầu, nhìn Điền bực bội rồi chậm rãi nói. Báo cáo chính ủy và các đồng chí, kể ra làm thì làm được. Cải tạo viên có nhiều người tài, đủ các ngành các nghề. Nhưng cái khâu nặng nhất là đi lấy vật liệu. Lúc trước khi chưa phát quang, cây cối mọc ngay sát nách, đi dăm bước là có. Chỉ việc dẫn ra rồi đẵn xuống mà dựng nhà. Nhưng bây giờ ta mở rộng diện tích đến cả 100 mẫu. Muốn đẵn một cây nhớn để làm cột
ít lắm cũng phải lặn lội cả mấy giờ đồng hồ. Làm hội trường, làm nhà khách rồi phòng đọc sách, hèn lắm cũng cần đến cả 100 cây cột cái, cột con, dui, mè. Ấy là chưa kể nữa để dựng phên, danh để lập mái. Chính vì cho có 3 ngày thì sợ là ít quá. 1 tuần trở vị thất đã xong, chứ đừng nói là 3 hôm. Điền cúi mặt không dám nhìn Kiển. Những đứa khác gật gù đồng ý với Kiển. Nhưng Nhất lớn tiếng nói. Không xong cũng phải xong. Nếu thấy thiếu người thì trung đoàn sẽ điều vài trăm đứa ở trại khác sang tăng viện cho các ông. 1.000 đứa cũng được. Quý hồ là phải hoàn thành tốt công tác. Thôi dứt khoát thế này. Nhà khách tôi giao đứt cho lực lượng tăng viện. Các ông chỉ lo hội trường, sân bóng, phòng đọc sách. Có được không nào? 5 cái đầu cùng gật gù. Quản giáo Kiển lên tiếng trả lời thay cho cả bọn. Báo cáo chính ủy như thế thì chúng tôi xin nhận. Hạ quyết tâm sẽ hoàn thành công tác chính ủy giao. Nhếch khẽ, nhếch mép cười. Không phải là tôi giao. Tôi đã bảo là hội đồng bộ trưởng, rồi ủy ban cải tạo trung ương và sư đoàn. Tất cả đều đặt tin tưởng ở các đồng chí. Và tôi nhắc lại để các đồng chí nắm này. Không hoàn thành tốt không phải chỉ phê bình thôi đâu. Kỷ luật đấy. Tôi chẳng muốn úp mở gì cả. Nói thẳng ra là 50 vạn Mỹ Kim của chúng nó muốn nuốt trôi không phải là dễ. Nhất là lại có mấy thằng nhà báo nước ngoài cùng đến tham quan. Nhà báo thì mình còn lạ gì nữa. Chúa là hay bới móc, trải cải tạo mà nó cứ khăng khăng bảo là nhà tù. Nhất nhất cái bút máy vào túi áo, gấp cuốn sổ tay và chỉ thị thêm. Bây giờ các đồng chí phân công ra ngay hiện trường, bảo chúng nó ngưng phá rừng kể từ giờ phút này. Đi đẵn gỗ ngay lập tức. Cây nhớn thì 2 đứa, cây bé thì 1 đứa, rồi khuân nứa cắt xanh về càng nhiều càng tốt. Ban ngày đi lùng vật liệu, ban đêm dựng nhà. Dứt lời, Nhất xô ghế đứng dậy. Tiến hành đi, ngày mai tôi sẽ xuống kiểm tra. Mọi người đứng dậy theo Nhất ra cửa. Nhất quay lại, giơ một bàn tay lên cao và nhấn mạnh. Nhớ là không được hở ra cho bộ đội hoặc cải tạo viên biết là sẽ có phái đoàn nước ngoài đến tham quan. Chúng nó có hỏi thì cứ bảo rằng công tác trung đoàn chỉ thị, chỉ có việc chấp hành thôi. Nhất đội nón cối, rẽ ra con đường mòn, theo lối tắt về trung đoàn. Điền và 4 quản giáo chia nhau, chạy ra hiện trường để bố trí công tác mới cho cải tạo viên. Kể từ trưa hôm ấy, doanh trại nhộn nhịp hẳn lên. Quản giáo, vệ binh, khối trưởng, tổ trưởng luôn mồm hò hét. Từng đoàn tù khiêng gỗ, khiêng nứa, đi đi về về, chất thành từng đống ở các góc sân. Tiếng dao, tiếng búa, cưa bào, đục đẽo không lúc nào ngưng. Hàng trăm người còng lưng khiêng đất, đắp sân banh. Hàng chục ông già ngồi gò lưng kết cỏ tranh thành từng tấm để lập hội trường. Toán trẻ lạt, toán đan cót, nhóm đào lỗ, nhóm dựng cột. Mấy trăm con người nhễ nhãi dưới ánh nắng gay gắt của tháng tư. Trên khu đất trống trải không một bóng mát. Điền đội nón cối, đeo kiếng đen, đi tới đi lui thăm hỏi từng câu thừa thãi. Trợ lý kỹ thuật tuy chẳng có nhiệm vụ gì, nhưng cũng lăng xăng lao vào chỗ này, tạt vô chỗ kia, vừa động viên vừa hăm dọa. Đúng 12 giờ trưa, Điển đích thân đánh kẻng. Mọi người nghỉ tay ăn cơm nửa tiếng, rồi lại trở về vị trí cũ, tiếp tục công tác. Hàng loạt tù nhân lao xuống suối, nhúng nước từ đầu đến chân, rồi để nguyên quần áo ướt, bắt tay lao động, chống lại sức nóng hừng hực từ trời đổ xuống. 6 giờ chiều, Điển lại đánh kẻng ăn tối, nghỉ 1 giờ rồi đốt đuốc làm việc tiếp. Bước sang ngày thứ 2, chính ủy trung đoàn cùng với trung đoàn trưởng xuống kiểm tra. Nhà khách và hội trường đã dựng xong những cây cột chính. Cứ nhịp độ này thì chắc chắn sẽ xong trước ngày phái đoàn đến thăm. Chính ủy Nhất hài lòng bảo trung đoàn trưởng Long. Kịp, thế nào cũng kịp. Trung đoàn trưởng tiếp lời chính ủy. Cứ tưởng chúng nó là một lũ ăn hại, hóa ra cũng biết lao động. Mà xem chừng lại có sáng kiến cơ đấy. Ông thấy cái cách chúng nó dựng nhà không? Mình ấy thì cứ phải lắp nguyên cả cái khung nhà trước, rồi mới hò dô dựng lên một loạt, đâm ra dễ siêu vẹo. Còn chúng nó thì chúng nó dùng cột cái trước, rồi dùng dây và đòn bẩy kéo xà ngang lên. Kéo đến đâu, đóng đanh đến đấy, chắc hơn mình. Chính ủy dè dặt góp ý. Chờ vị tất đã chắc hơn mình. Nhưng mà có cần gì phải chắc, miễn là càng chóng càng tốt. Phái đoàn tham quan xong, nhà có ụp xuống cũng chả sao cơ mà. Dứt lời, Nhất cười hề hề dẫn trung đoàn trưởng đi một vòng sân trại. Gã dừng lại ở đầu cầu, nhìn xuống dòng suối rồi chợt tái mặt kêu lên. Chết! Hỏng! Cái cầu này để thế này không được. Mình lội rừng lội ruộng quen rồi thì chả sao. Phái đoàn tham quan ở thành phố lên đây,
Bố bảo nó cũng chả dám leo qua cái cầu này. Rồi Nhất vỗ vai Long đề nghị. Ông chạy hộ tôi một tí nhé. Ông sang thẳng tiểu đoàn 3409. Bảo nó điều cho tôi 200 đứa sang ngay đây. Tôi sẽ bảo chúng nó xúm lại, vác đá hai bên bờ suối, lót xuống làm chân cầu. Rồi chất độ 10 cây gỗ nhớn, kết lại, làm sàn cầu, coi cho nó được một tí. Long gật đầu. Vâng, thế thì để tôi đi ngay. Chúng nó kéo sang tay không hay sao? Nhất đáp, mang độ 20 con dao là được rồi. Trung đoàn trưởng Long đi rồi, Nhất leo lên một tảng đá, đứng chống nạnh nhìn hai bên bờ suối, tìm một địa thế thuận tiện nhất để bắc cầu. 200 người, nếu làm thật khẩn trương thì có thể hoàn thành trong 2 ngày, với điều kiện là phải làm cả đêm. Bên kia suối, Điển đang đứng nói chuyện với cán bộ trợ lý kỹ thuật. Chợt nhìn thấy Nhất, Điển vội vã tất tả chạy xuống, vừa lau mồ hôi vừa thở hổn hển như mệt mỏi lắm. Thủ trưởng mới xuống ạ. Nhất cười dễ dãi. Tiến hành tốt cả đấy chứ. Điển tự hào đáp. Báo cáo tốt ạ. Điển vẫy tay. Rồi Nhất lại gần và giảng. Này, mình chỉ cho cái này. Điển nhìn theo ngón tay của Nhất. Nhất nói, giá mà có thì giờ thong thả một tí thì bắt chúng nó khiêng đất đắp lại con đường chính, ăn thông từ ngoài kia vào sân tiểu đoàn mới phải. Là vì phái đoàn thể nào cũng đi ô tô, chứ có quốc bộ như anh em mình đâu. Nhưng mà không kịp, cận ngày quá mất rồi, đành chịu vậy. Chỉ có cái cầu này thì tôi thấy để thế không tiện. Cầu bắc ngang suối, chỉ có mỗi một thân cây vừa dốc vừa trơn. Anh em mình đi còn có lúc trượt chân, huống hồ là người ta ở thành thị quen rồi. Giày tây mà leo lên cái cầu này thì thể nào cũng có anh lộn cổ xuống nước. Thành ra tôi đã nhờ đồng chí Long chạy vội sang bên tiểu đoàn 3409. Điều cho tôi 200 người sang đây, làm ngay một cây cầu mới. Chắc chỉ độ tí nữa là họ kéo sang đấy. Điển đón gió. Thủ trưởng chu đáo quá. Nhất cười thân mật. Chính ủy sư đoàn vừa gọi điện thoại vào động viên. Áng chừng trên đánh giá cao chuyến tham quan này. Bởi vì đoàn đại biểu nước Thụy Điển chỉ mới gợi ý là sẽ viện trợ 50 vạn, nhưng chưa dứt khoát. Được hay không, chủ yếu là do chuyến tham quan này quyết định. Dứt lời, Nhất xăm xăm bước qua cầu và bảo Điển. Sĩ quan ngụy được nhà nước ta khoan hồng cho tập trung cải tạo như thế này là nhân đạo lắm rồi. Nhưng các nhà báo phương Tây bị chiến tranh tâm lý Mỹ đầu độc, thành ra cứ xuyên tạc chính sách của nhà nước ta. Điển im lặng lắng nghe, lâu lắm mới cất tiếng hỏi. Báo cáo anh là trên có nói rõ là mấy giờ thì phái đoàn đến tham quan không, thưa anh? Nhất nói, không cho biết cụ thể. Nhưng mình phỏng chừng là giữa trưa thì họ đến. Là vì tối mai họ sẽ ngủ tạm ngoài Phước Bình. Sáng ngày kia thức dậy ăn uống chuẩn bị các cái rồi chạy thẳng vào đây. Ô tô đi chậm lắm thì cũng chỉ mất khoảng nửa giờ. Điền hoảng hốt kêu lên. Chết! Thế ngộ nhỡ họ đòi ăn trưa thì làm sao thưa thủ trưởng? Nhất điềm tĩnh. Mình đã tính sẵn cả rồi. Chính ủy sư đoàn dự kiến là họ sẽ đòi ăn chung với cải tạo viên. Ăn cái gì? Chẳng qua là họ muốn kiểm tra mình đấy. Xem tiêu chuẩn nuôi ăn của mình có tệ quá hay không. Thành ra sư đã chỉ thị hậu cần trung đoàn mua sẵn 4 con lợn. Con nào con nấy nặng cả tạ. Rồi bí ngô rau muống với trứng vịt. Sáng mai ông cắt cho tôi độ 10 đứa lên trung đoàn khiêng về. Nhất vừa nói vừa thong thả bước đi. Mắt nhìn quanh quan sát thành quả lao động của cải tạo viên. Mới hơn một ngày mà các khâu cơ bản từng bước đang hoàn thành. Hội trường sừng sững rộng thênh thang, bốn bề đã dựng xong chỉ chờ đóng vách và lợp mái. Khu đất trống gần trạm xá, mới sáng hôm qua còn là bãi hoang lởm chởm những gốc cây, bây giờ đã có hình dáng bằng phẳng của một sân vận động. Nhất hài lòng bảo Điển. Mới một hôm mà được như thế này thì thế nào cũng kịp. Điển xoa tay đáp. Tính ra như thế là mỗi ngày phải lao động 16 tiếng đấy anh ạ. Sáng 7 giờ tôi đánh kẻng, 12 giờ đêm mới cho đi ngủ. Nhất tặc lưỡi. Nhưng mà đột xuất một năm mới có một bận chứ có phải ngày nào cũng thế này đâu. Vả lại so với lúc anh em mình còn chiến đấu thì có thấm vào đâu. Điển ngượng ngập nói. Vâng, ấy là cũng báo cáo để anh biết thế thôi. Rồi Điển lảng sang chuyện khác, gã chỉ tay ra xa và nói. Mời thủ trưởng lại đằng kia xem phòng đọc sách. Nhất vui vẻ bước theo Điển. Ừ, cái khâu ấy cũng là khâu chủ yếu đấy. Hai gã băng ngang chiều dài của sân vận động, đến trước căn nhà vuông nhỏ, mỗi bề độ 5 thước,
Vài chục tù nhân mồ hôi nhễ nhại đang lao động cật lực, từng khâu nhịp nhàng nối tiếp nhau, sườn vừa dựng lên một nhóm thoăn thoắt lợp mái, nhóm khác đóng phên làm vách. Rồi kệ sách, bàn viết và ghế băng, tất cả đều được kết bằng ống nứa tươi phủ cót lên trên. Chính ủy nhất đứng ngắm không chán mắt, chỉ trong nháy mắt một công trình mỹ thuật đã hoàn tất ngoài dự kiến của nhất. Gã sửng sốt nhất là khi thấy một cải tạo viên đóng hai cây cột, treo ba chữ phòng đọc sách uốn bằng gốc mây già ngay lối vào và máng lên cột hai gốc lan rừng vừa trổ hoa. Bộ đội lúc nào cũng bảo nhau là phải biết phát huy sáng kiến, nhưng so với đám tù nhân, sáng kiến của bộ đội chỉ toàn là đồ trẻ con. Nhất nghĩ thầm trong đầu và quay sang bảo Điền. Được đấy. Điền từ nãy đến giờ say sưa há mồm nhìn, nét cảm phục hiện rõ trong ánh mắt. Gã tự hào như chính mình là tác giả của những công trình mỹ thuật này. Cho nên vừa nghe chính ủy khen, gã đáp ngay. Vâng, thì tôi đã hứa với thủ trưởng là thể nào chúng tôi cũng hoàn thành công tác nội trong ngày mai mà. Thủ trưởng báo cáo với sư là xin cứ tin tưởng ở chúng tôi. Nhất không đáp, gã bước hẳn vào phía trong căn nhà mới, ngồi thử xuống chiếc băng sát vách, nhún nhún mấy cái rồi đứng dậy bảo Điền. Nhớ hộ tôi cái này. Sáng mai bố trí độ 3-4 người lên trung đoàn gặp tôi. Tôi sẽ cho mượn ít sách báo đem về đây. À mà cái này nữa, tối nay tập hợp lại chỉ thị tất cả trại, ai có đàn, guitar hoặc mandolin thì tập trung lại hết đem treo ở phòng đọc sách. Nếu ít quá thì phải báo cáo ngay cho tôi biết, tôi sẽ lấy ở mấy trại bên kia. Nhớ đấy. Điền hãnh diện đáp. Đàn thì không thiếu, tính bình quân mỗi tổ cũng có đến 2-3 cái. Nhất hài lòng. Ừ, thôi cứ như thế nhé, tôi chạy ra ngoài kia xem nhà khách chỗ nó làm đến đâu rồi. Điền bước theo Nhất một quãng rồi trở lại phòng đọc sách. Sáng hôm sau, Nhất lại xuống sớm động viên và kiểm tra công tác. Mọi việc phải hoàn tất nội ngày hôm nay, vì ngày mai sẽ là ngày trọng đại. Nhà khách đã xong những khâu cơ bản, chỉ còn thiếu bàn ghế. Hội trường lợp được một mái, chắc chỉ quá trưa là chấm dứt. Sân bóng đá, hai sân bóng chuyền, vườn hoa, khu vực nào cũng đẹp mắt. Chỉ có cây cầu bắc ngang suối là chưa đâu vào đâu, mặc dầu Trung đoàn trưởng Long đích thân chỉ huy 200 cải tạo viên tăng viện từ trại khác qua, hì hục bẩy đá từ hai bên bờ lăn xuống lòng suối. Đá vừa nặng vừa trơn, lại chẳng có một chút phương tiện nào ngoại trừ hai bàn tay. Đắp một cây cầu ngang con suối thực là chuyện không tưởng. Nhất và Long bàn nhau rồi quyết định bỏ cuộc, cho đám cải tạo trở về trại của mình. Nhất đề nghị Long ra điều động đám tù dựng nhà khách, còn gã đích thân ở lại phụ trách hội trường. Buổi chiều, Nhất đang ngồi hội ý với trung đoàn trưởng Long ở bờ suối thì bỗng ngẩng lên khịt mũi mấy cái và đứng bật dậy. Gã vừa phát hiện ra mùi hôi thối nồng nặc theo gió đưa lại. Gã cúi xuống hỏi Long. Ông có ngửi thấy cái gì không? Mặt Long ngơ ngơ đáp. Chả thấy gì cả. Nhất gắt. Mũi ông điếc đấy sao? Thối như thế mà lại bảo chả ngửi thấy gì cả. Trung đoàn trưởng Long đứng dậy hít hít mấy cái và gật đầu. Ừ, có mùi. Chắc là nhà ỉa nhà đái gần quá. Bảo chúng nó lấp bỏ đi, đào lỗ khác. Ngày mai phái đoàn đến mà cho họ ngửi thế này thì mình bỏ mẹ. Nhất bỏ Long đứng đó tất tả chạy đi tìm tiểu đoàn trưởng Điển. Nhưng khi vòng ra sau bếp, Nhất khám phá ra mùi hôi không phải từ cầu tiêu bốc lên, mà từ ruộng rau muống của hậu cần. Ruộng rau ấy hiện nay đang do một tù nhân tên là Thúc và hai người bạn già phụ trách. Ngày ngày ba người thay nhau kéo nước suối tưới vào ruộng. Khi nước đã ngập linh láng, ba người mới ra nhà cầu khiêng thùng phân lại, đổ ụp xuống, rồi lại dội thêm một đợt nước nữa cho phân với nước tiểu tan loãng ra, ngấm dần xuống đất, hút vào rễ cây. Dòng rau muống thì chả có gì tốt bằng phân bắc và nước giải. Cán bộ trợ lý kỹ thuật đã chỉ thị như vậy và Thúc cứ việc làm theo.
chưa bao giờ thắc mắc. Dĩ nhiên những người như Nhất hay Long cũng đã có một thời làm quen với lối canh tác này, nhưng hôm nay vì phái đoàn sắp đến, lần đầu tiên trong đời, Nhất cảm thấy phân chuồng thiếu vệ sinh. Gã quát lớn: "Mấy anh kia làm cái gì đấy, lên cả đây!" Thúc và hai ông bạn không biết người vừa ra lệnh cho mình là ai, vì Nhất ít khi mang quân hàm. Nhưng thấy mặc đồ bộ đội lại lớn tuổi, cả ba ngừng tay leo lên cho chắc ăn. Chờ Thúc lại gần, Nhất gay gắt hỏi: "Ai bảo các anh tới sao hôm nay?" Thúc nhìn hai ông bạn ngơ ngác rồi sáng giọng đáp: "Ngày nào chúng tôi chả tới, công tác với anh quản giáo Kiển giao chúng tôi phải làm." Nhất giận ứ lên cổ, hai môi mím chặt, bắp thịt ở cằm bạnh ra và ánh mắt hằn lên những tia lửa. Gã muốn túm lấy cổ Thúc mà dìm xuống ruộng rau cho hả giận. Vừa lúc đó quản giáo Kiển lon ton chạy tới, ấp úng nói: "Thủ trưởng gọi tôi ạ." Nhất chút cơn giận lên đầu Kiển: "Các ông làm ăn thế này thì cũng bằng giết người rồi. Sáng mai phái đoàn đến tham quan mà đổ đầy cất ra ruộng rau thế này có ngửi được không? Chẳng có ý tứ gì cả. Lập tức múc hết đổ vào thùng, đào lỗ chôn đi, gọi thêm người lại đây nhanh lên." Kiển quay sang nạt Thúc: "Tôi đã dặn canh là hôm nay chỉ tưới nước thôi mà, ai bảo canh tưới phân?" Thúc toan lên tiếng cự vì Kiển không hề dặn dò gì cả, nhưng Kiển đã nhanh miệng nói với Nhất: "Báo cáo thủ trưởng để tôi cho chúng nó làm ngay." Và quản giáo Kiển bảo Thúc: "Xuống múc đi chứ, điếc à, có đứng làm gì đây?" Nhất chỉ thị thêm: "Múc hết cứt rồi đổ thêm nước vào, thật nhiều nước vào cho nó loãng bớt đi, đổ nước đến khi nào hết hẳn mùi thối mới được nghỉ." Dứt lời, chính quỷ Nhất vùng vằng bỏ đi. Thúc đề nghị đào một cái hố bên cạnh ruộng rau, múc phần hất qua bên đó rồi lấp đất lại. Kiển hài lòng tán thành. Nhất và Long ở lại trại mãi cho đến 9 giờ đêm, khi toàn bộ kế hoạch đã hoàn tất, mới bảo Điền đánh kẻng cho mọi người tập họp lại. Nhất nói vài lời biểu dương rồi ra lệnh đi ngủ để chuẩn bị cho hôm sau. Qua một đêm thao thức, mới 6 giờ sáng Nhất và Long đã có mặt dưới trại. Điền dậy đi đái theo thói quen, thấy Nhất hoảng quá, vội vàng đánh mấy hồi kẻng để bộ đội và cải tạo cùng thức giấc. Rồi Điền và các quản giáo rửa mặt qua loa, chạy vào văn phòng hội ý. Nhất ngồi ở đầu bàn, đôi mắt thiếu ngủ đỏ hoe, mỗi người nhao nhao một câu chào hỏi. Nhưng Nhất nghiêm mặt nói: "Tối hôm qua chính ủy sư đoàn điện vào cho tôi biết phái đoàn đang ngủ ngoài Phước Bình, độ 11 giờ sáng sẽ vào đây. Đoàn đại biểu nước Thụy Điển có cả thảy 4 người, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chí tư lệnh quân khu, chính ủy và cả sư trưởng sẽ cùng vào tham quan. Thành ra tôi với đồng chí Long xuống sớm để cho các đồng chí biết. Nhà nước ta dự kiến rằng nếu Thụy Điển viện trợ cho ta thì các nước phương Tây cũng sẽ ùn ùn viện trợ. Thụy Điển là nước đầu tiên, thành ra trên phải quan tâm đặc biệt." Trung đoàn trưởng Long tiếp lời: "Bây giờ ta cho tập họp ngay cả trại lại, chia làm hai bộ phận. Những đứa nào gầy ta bố trí vệ binh dắt hết vào trong rừng, giữ lại ở trong ấy chiều tối mới cho về. Chỉ giữ lại ở trại độ 300 đứa béo, nghĩa là có da có thịt một tí." Nhất kéo ghế đứng dậy, cả bọn đứng lên theo, kéo nhau xuống sân tập họp. Doanh trại sáng nay mang bộ mặt mới, chỗ nào cũng sạch bóng như một công trường kiểu mẫu. Nhất chỉ thị toàn trại xếp hàng ngay ngắn trước hội trường, rồi đích thân gã cùng với các quản giáo đi lựa người. Hơn 10 vệ binh cũng vừa lục tục kéo tới. Điền hò hét, 300 ông cải tạo ốm tong teo đứng riêng ra một góc và chỉ thị: "Nghe cho kỹ đây này, hôm nay có công tác đột xuất, đi xa một tí, tất cả phải nắm cơm đem theo mà ăn. Lao động thâm tầm, không được về trại nghỉ trưa. Các đồng chí vệ binh sẽ hướng dẫn công tác cụ thể. Phải chấp hành nghiêm, lúc nào cho về mới được về. Bây giờ liên hệ ngay với anh nuôi lĩnh cơm rồi đi ngay, nhanh lên." Dứt lời, Điền vẫy một vệ binh và dặn nhỏ: "Đem chúng nó vào thật sâu trong rừng, giấu kỹ ở trong đấy, chứ có cho đứa nào về trại. Không phải làm gì cả, đứa nào muốn nằm ngủ cứ cho nó ngủ. Độ 6 giờ chiều thì dẫn về. Ba hôm nay chúng nó lao động nhiều rồi, cho nó nghỉ." Gã vệ binh gật đầu, Điền lại giục: "Nhanh lên một tí, xuống nhà bếp bảo chúng nó lĩnh cơm ngay đi." Thanh toán xong nhóm người gầy, Điền quay sang nhóm mập. Quản giáo Kiển đang phân công vội ngừng lại, hỏi Điền: "Để ở nhà đông quá làm cái gì?" Điền đáp: "Chính ủy dặn là giữ lại 300 vì đã báo cáo lên sư rồi." Quản giáo Kiển nhìn đám cải tạo thất vọng. Gọi là bộ phận những người béo nhưng thực ra cũng chỉ được độ 100 tù nhân tương đối đầy đặn. Còn những ông khác thì cũng trơ xương, chẳng hơn gì 300 ông đang chuẩn bị đi trốn trong rừng.
Điền mở cuốn sổ tay, cúi xuống đọc rồi bố trí. 24 người đánh bóng chuyền. Điền dứt lời, quản giáo khiển đếm đủ 24 tù nhân lôi ra một góc. Có ông phản đối. Tôi không biết đánh bóng chuyền ạ. Điền trừng mắt nạt lớn. Không biết đánh cũng phải ra đánh, cứ đứng ở ngoài sân với người ta. Rồi Điền gọi tiếp. 22 người đá bóng. Khiển lại lôi ra 22 ông khỏi hàng, bắt đứng riêng một chỗ. Có ông méo mặt than. Đi bộ còn không nổi đá gì được. Điền nghe thấy nhưng lờ đi. Gã tiếp tục phân công. 30 người vào phòng đọc sách, ngồi ở trong ấy, hoặc đọc sách hoặc viết thư, làm gì thì làm nhưng không được ra ngoài. Khiển lôi 30 tù nhân tống vào phòng đọc sách. Số còn lại Điền bố trí một toán 50 người xuống hội trường tập văn nghệ. Vài chục ông ra bờ suối câu cá, mặc dù con suối này chưa bao giờ có cá. Thêm một toán trồng hoa, còn lại bao nhiêu người chưa có công tác gì thì lấy cờ tướng ra mà ngồi đánh với nhau. Chính ủy và trung đoàn trưởng ra thẳng vườn rau muống tham quan, ngạc nhiên một cách vui mừng vì thấy rau muống xanh tươi, không còn phảng phất mùi thối như hôm qua. Nhất Bảo Long: Hôm qua mà tôi không kịp phát hiện thì bỏ mẹ cả lũ. Hai gã hài lòng trở lại gặp Điền. Trung đoàn trưởng Long dặn: Đồng chí đã động viên chúng nó chưa? Bảo chúng nó là thấy khách lạ, mặt mũi phải phấn khởi lên. Phái đoàn có hỏi thăm thì liệu vào nhà mà trả lời, nhưng tốt nhất là nói càng ít càng tốt. Nhất gật gù thêm: Với lại chủ yếu là mình, phái đoàn đi đến đâu mình phải cho người của mình theo đến đấy, chớ có để phái đoàn đi một mình riêng với cải tạo viên. Họ quan hệ với cải tạo viên mà có mình bên cạnh thì chắc chắn là không có đứa nào dám phát ngôn linh tinh. Rồi cả bọn kéo nhau vào dãy nhà ngủ tập thể kiểm tra lại lần cuối. Những chiếc chiếu cá nhân còn mới nguyên trải ngay ngắn trên dãy giường tre dài thăm thẳm. Bao nhiêu đồ đạc lỉnh kỉnh của tù nhân đều đã được đem giấu trong kho, chẳng còn một dấu tích nào của nghèo đói nữa. Điền lẽo đẽo theo sau Nhất bình phẩm một câu: Không chê vào đâu được nữa. Nhất mỉm cười rẽ xuống bếp. Mùi thịt kho bốc lên thơm ngát. Hai chảo rau muống luộc đang sôi sùng sục, ba thùng trứng vịt và nồi canh bí đỏ, khẩu phần cực kỳ xa hoa, dù là ngày sinh của bác cũng chả được cung cấp rộng lượng như thế này. Bố trí xong mọi việc, Nhất kéo hết ban chỉ huy tiểu đoàn ra hẳn ngoài lộ đứng đợi. Sau chuyến tham quan này, nếu mọi việc êm xuôi, Nhất dự định sẽ vận động xin về quân khu, tạm xa núi rừng, tìm một văn phòng ngồi chờ ngày xuất ngũ. Chờ hơn 2 tiếng đồng hồ, chính ủy Nhất bắt đầu sốt ruột. Bên cạnh Nhất chỉ còn một mình trung đoàn trưởng Long kiên nhẫn đứng gác chân lên một mô đất, lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại mấy lần một lời than thở thừa thãi: Quái nhỉ, từ ngoái vào trong này ô tô chỉ mất độ 25 phút, có vừa đi vừa chơi thì cũng chỉ độ 1 giờ là cùng, tại sao mãi đến bây giờ vẫn chả thấy tăm hơi đâu cả. Nhất không nói gì, hết vạch tay áo nhìn đồng hồ rồi lại ngóng cổ ngó theo con đường đất đỏ trải dài dưới ánh nắng, bụi bốc mờ mờ theo từng cơn gió. Sau lưng Nhất là lũ quản giáo 4 đứa đã cùng với Điền chui hẳn vào bóng mát của bụi tre, ngồi nghỉ trên một khúc cây đổ. Quản giáo Kiển cầm cọng que nhỏ nghiêng đầu ngoáy tai, mồm há ra méo sạch một cách sảng khoái. Ngồi thêm một lúc vẫn chẳng thấy phái đoàn tới, Điền thở dài chống tay vào đầu gối đứng dậy thì bỗng nghe giọng chính ủy Nhất vang lên: Có việc gì thế? Cả bọn ngẩng cổ nhìn ra. Gã trung úy trực ban trên văn phòng bộ chỉ huy trung đoàn vừa đạp xe đến, mồ hôi vã ra như tắm, hồn hển báo cáo. Báo cáo chính ủy, ngoài sư vừa điện vào, phái đoàn tham quan hoãn lại một hôm, sáng mai mới vào. Nhất thở mạnh. Thay đổi xoành xoạch. Trung đoàn trưởng Long chen vào. Có bảo lý do tại sao không? Cán bộ trực ban đáp. Báo cáo có. Sư nói rằng đoàn đại biểu kinh tế nước Thụy Điển muốn tham quan vùng kinh tế mới Minh Hưng đã, sáng mai họ mới vào đây. Nhất bâng khuâng nói: Thế thì cũng tốt thôi. Long gắt nhẹ: Tốt cái gì mà tốt? 4 con lợn, 2 gánh trứng vịt, rồi cả tạ rau muống với lại bí ngô, đào đâu ra tiền mà mua bây giờ? Mà dù có tiền đến nữa, chở vị tất đã mua kịp, ngày mai họ vào tham quan, chả nhẽ lại cho cải tạo ăn cơm với muối à? Điền với 4 gã quản giáo vừa tiến lại đứng vây quanh Long và Nhất, gật gù nhất trí với ý kiến của trung đoàn trưởng Long, nhưng Nhất rất điềm tĩnh. Gã chậm rãi bảo cán bộ trực ban: Ông đạp xe về ngay đi, chẳng nhỡ ngoài sư có chỉ thị gì khác chăng? Có việc gì thì bảo đứa nào chạy xuống đây cho tôi biết,
Ông không cần phải xuống. Đồng chí Long và tôi sẽ ở lại đây điều động nốt một vài việc nữa, tối mới về. Còn ông Điển, ông chỉ thị ngay bộ phận anh nuôi chỉ phát cơm và rau muống cho cải tạo thôi. Thịt lợn với trứng vịt thì giữ lại, trưa mai phái đoàn vào đến ta mới cho chúng nó ăn. Canh bí lỡ nấu rồi thì cho chúng nó ăn cũng được. Hậu cần trung đoàn còn nhiều bí, chiều nay ông bố trí vài đứa lên gánh về. Như thế tức là mình chỉ tốn có gạo và rau thôi, còn thịt và trứng để qua đêm cũng chả sao. Mấy cái đầu cùng gật, bày tỏ lòng ngưỡng phục trước sáng kiến cực kỳ bén nhạy của chính ủy. Nhất ngưng lại một chút, rồi hỏi Điển. Sáng nay các đồng chí vệ binh dắt 300 đứa đi đâu, ông có biết không? Điển đưa mắt nhìn Kiển, quản giáo Kiển vội gật đầu. Thưa báo cáo biết ạ. Nhất đặt bàn tay lên vai Kiển. Thế thì ông chạy ngay đi gọi chúng nó về để bố trí công tác. Hai cái sân bóng còn lồi lõm lắm. Ông kéo chúng nó về bắt múc thêm đất đắp cho thật phẳng. Phải làm cho xong, tôi kiểm tra năm có được ạ, thì tôi mới cho nghỉ. Ông đi đi. Kiển nói vâng rồi co chân chạy. Nhất bảo cả bọn. Bây giờ mình kéo về tiểu đoàn, ăn qua loa cái gì rồi phân công lao động ngay. Nom thế chứ cũng còn khối việc phải làm. Nhất vừa dứt lời thì từ phía doanh trại có tiếng kẻng vọng ra. Nhất trợn mắt hỏi, kẻng gì thế? Điển nhanh miệng đáp, thưa báo cáo đến giờ ăn trưa. Nhất hốt hoảng, thế thì ông nào chạy ngay vào bếp kẻo nhà bếp nó lại phát thịt lợn với trứng vịt cho chúng nó, nhanh lên. Cả ba gã quản giáo cùng hộc tóc chạy. Điển vội đuổi theo, gọi một gã đứng lại và dặn nhỏ, bảo hậu cần múc một ít thịt, chọn những miếng ngon nhất đem lên văn phòng để chính ủy và trung đoàn trưởng ăn chung với anh em mình. Lấy thêm độ 20 quả trứng luộc nữa. Rau thì không cần vì trên mình đã có canh mướp rồi. Gã quản giáo gật đầu toan cất bước thì Điển lại dặn thêm, nhân thể múc độ một giá cơm, chả mấy khi có gạo trắng như hôm nay. Dứt lời, Điển hài lòng đứng lại bên đường chờ Nhất và Long. Ngang qua khu nhà khách vừa hoàn thành, Nhất dừng lại vẫy tay gọi Điển, vào đây một tí đã ông Điển. Điển chạy lại lẽo đẽo theo sau hai đàn anh. Nhất đứng trước sân, chắp tay sau đít quan sát khắp lượt, gật gù hài lòng. Điền tò mò hỏi, trung đoàn đã quy định bao giờ cho thân nhân cải tạo lên thăm chưa thủ trưởng? Nhất từ tốn giảng, quá trình lao động ở đây đó, khâu nào là khâu vất vả nhất, ông có để ý không đã nào? Đây nhé, khai quang này, đốt rừng, rồng lúa rẫy, làm cỏ, gặt lúa về, ngần ấy khâu, khâu nào nặng hơn cả? Điển nhe răng cười. Thưa anh thì nếu gọi là nhẹ thì có lẽ chỉ có cái khâu làm cỏ tạm gọi là nhẹ, còn thì vất vả tuốt anh ạ. Nhất cười dễ dãi. Ông nói thế thì cũng như không. Khai quang tất nhiên là nặng rồi, nhất là chúng nó từ cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, có bao giờ mó đến con dao cái búa không đã nào. Biết là nặng cho nên trước khi điều lên đây, trên đã có chiếu cố cho thăm nuôi ở Xuân Lộc rồi, phải không nào? Đốt rừng ấy thì ông bảo là nặng là có cái gì mà vất vả. Châm lửa rồi ngồi mà nhìn chứ nặng nhọc gì. Khát nước thì có, chứ vất vả thì không vất vả. Rồi đến cái khâu cuốc đất rồng lúa, nặng thì cũng không thể gọi là nặng. Có phải cày bừa gì đâu. Đàn ông sức dài vai rộng giơ cái cuốc lên mà bổ xuống, rồi một thằng theo sau ném mấy hạt thóc vào. Trò trẻ con ấy mà. Tôi thì tôi thấy chỉ có mỗi cái khâu gặt là tạm gọi là lao động thật. Là bởi vì ta thiếu liềm. Dạo nọ đã cho người cắt cái thùng sắt tây ra rũa thử để làm liềm, nhưng mà chỉ gặt được độ răm nhát là cùn. Gặt đã vậy mà gặt xong đến đâu ta cho quây cót đập ngay tại chỗ, rồi thay nhau mà khuân về. Mình quen rồi thì không sao, chứ cái đám cải tạo thì phải biết bở hơi tai chứ chả chơi đâu. Long đi bên cạnh Nhất gật gù nhất trí, còn Điển thì ngơ ngác không hiểu tại sao Nhất lại dài dòng nói chuyện lao động, trong khi Điển chỉ hỏi thăm về lịch trình thăm nuôi. Ra khỏi nhà khách, rẽ lên con lộ chính, Nhất mới nói thêm, thế cho nên trước khi bắt tay vào gặt lúa, mình sẽ bố trí cho thân nhân chúng nó lên tiếp tế. Vừa để chúng nó có sức mà làm, vừa để thân nhân chúng nó nhìn thấy thành quả lao động của cải tạo viên. Là bởi vì lúc ấy ông thử tưởng tượng mà xem, xung quanh trại sẽ chỉ thấy bát ngát toàn là lúa thôi, đẹp mắt lắm. Long chen vào, với lại chúng nó có no thì mới khỏi ăn cắp lúa của mình. Nhất lại tiếp, lúa mọc được một gang ấy, thì bắt đầu cho chúng nó ra làm cỏ, thì mình cũng bắt đầu cho thăm. Mỗi ngày 10 hộ,
bình quân độ hơn 2 tháng thì xong cả trại. Điển hết sức hớn hở, trong đầu gã vừa lóe lên một tia hy vọng, bởi vì thăm nuôi chính là dịp để gã kiếm trác, cho nên gã hỏi cho chắc ăn. Thưa anh, cứ theo danh sách từng khối từng tổ mà cho thăm hay là... Nhất hiểu ý, vội đáp. Hằng ngày các khối các tổ có bầu cá nhân xuất sắc đấy chứ. Xem đứa nào lao động tốt, học tập tốt thì các ông tổ chức biểu dương, rồi chiếu cố cho nó thăm đợt đầu. Làm như thế đấy, những đứa khác không dám lười. Điển sung sướng gật đầu. Vâng, phải thế mới được anh ạ. Ba người về tới sân tiểu đoàn, nhất toan băng qua cầu sang khu nhà ngủ của cải tạo viên. Nhưng Điển khẩn khoản nói, chưa quá rồi, mời hai thủ trưởng xơi cơm đã. Long đưa mắt nhìn Nhất, ừ, hay là ăn qua loa cái gì cho xong bữa đi. Đằng nào thì cũng phải đợi cái đám trong rừng về đã. Cả ba bước vào phòng họp tiểu đoàn, mùi thịt kho bốc lên thơm phức, mấy gã quản giáo đang lăng xăng dọn bát đũa. Điển đon đả chỉ hai cái ghế ở đầu bàn, mời hai thủ trưởng ngồi lên trên này. Điển liếc nhanh xuống mâm cơm và an lòng, vì hai đĩa thịt lợn rất lớn, tha hồ ăn không phải giành nhau. Ấy là chưa kể một nồi canh mướp nấu tôm khô, hai đĩa rau luộc và một khay trứng vịt bóc sẵn, mấy quả ớt chín đỏ nổi bật bên cạnh đĩa rau xanh. Một gã quản giáo đang xới cơm vào bát cho chính ủy vui vẻ lên tiếng. Nghe bảo sư chỉ thị ngưng cấp giấy nghỉ phép, chả biết có thật hay không thủ trưởng. Nhất đón chén cơm cầm đũa lên và nói, nào mình ăn đi đã rồi nói chuyện. Nhất và miếng cơm đầu tiên rồi chậm rãi đáp câu hỏi của gã quản giáo. Kể ra mình tiết lộ việc này hơi sớm, chưa phải lúc. Nhưng mà thôi, tiện có đủ ban chỉ huy tiểu đoàn đây. Tôi nói luôn, giấy phép cho sĩ quan và bộ đội thì tạm ngưng lại. Ông nào đã đi rồi thì thôi. Chẳng hạn như ông Điển này là may nhất này. Còn ai chưa đi thì trung đoàn nợ, mai kia rồi sẽ lần lượt giải quyết. Đầu đuôi cũng là tại cái anh Trung Quốc. Nó xúi thằng Khờ Me Đỏ gây hấn ở biên giới nước ta. Một số đơn vị đã được điều lên Tây Ninh. Nay mai phía đồng bằng, chắc quân khu cũng phải cho tăng cường. Bộ đội địa phương xem chừng có vẻ nao núng lắm. Long ngắt lời Nhất. Ông ăn đi đã, kẻo đói, chuyện này lúc nào phổ biến chả được. Nhất cười. Nhưng tôi dặn các ông là không được hở cho ai biết cả, thậm chí bộ đội cũng thế. Điển gắp thêm thịt vào bát cho Nhất và cười khỏa lấp. Chả mấy khi thủ trưởng xuống, thành ra anh em gặp gì hỏi nấy. Sau câu nói của Điển, mọi người lại cùng im lặng. Sáu cái đầu ngẩng lên cúi xuống, sáu đôi đũa tre cùng đua nhau làm việc, gắp chan, hì hụp. Thịt, canh, rau, trứng vơi dần, giá cơm trắng khổng lồ cũng lõm hẳn xuống. Nhìn thấy đấy, Nhất buông đũa hân hoan nói. À, các ông cứ ăn đi nhé, tôi đủ rồi. Một gã quản giáo vội đứng dậy vào phòng bên cạnh bưng khay trà đặt trước mặt Nhất. Bên ngoài bỗng có nghe tiếng chân bước rầm rập trên con đường mòn ngang hông văn phòng. Mọi người nhất loạt nhìn ra. Quản giáo Kiển cùng đám vệ binh dẫn toán tù ốm yếu trở về. Tới đầu cầu, Kiển dừng lại nói lớn. Độ nửa giờ nữa thì tập họp lại. Rồi Kiển cùng đám vệ sinh quay vào văn phòng. Bên kia cầu, doanh trại của 600 tù nhân sáng nay là quang cảnh của mảnh đất thần tiên. Vài chục người vờ vịt trồng hoa học đọc báo, từng cặp xếp bằng trên chiếu hoa, thong thả đánh cờ tướng. Sân bóng đá bóng chuyền vang lên những tiếng cười rộn rã, từng bản đồng ca nhộn nhịp dưới hội trường. Êm ả nhất là hàng chục ông ngồi rải rác bên bờ suối, thả cần câu như lã vọng chờ thời. Đi tù mà cứ như thế này thì hàng chục năm cũng không sao, nhất là ai cũng biết trưa nay sẽ có bữa cơm trắng, thịt kho, trứng luộc và canh bí. Nhưng bất cứ việc gì dù nhàn đến đâu mà kéo dài quá cũng trở thành chán nản, mệt mỏi. Toán đá banh, đá mái vẫn không thấy phái đoàn đến. Bao tử vốn đã rỗng, sức lực lại mất dần. Theo đôi chân vận động, nhiều ông ngồi vật xuống sân mà thở. Nhóm văn nghệ hội trường, tuy không đứng nắng, nhưng chỉ có vài bài nhai tới nhai lui cả chục lần. Nhiều ông kiệt sức lăn ra ngủ. Mấy chục tiên ông đánh cờ tướng sau vài ván đã đồng ý với nhau cắt người canh gác hai đầu nhà, rồi thay nhau nằm nghỉ. Bỗng có người nghịch ngợm đứng ở sân banh hét lớn, phái đoàn lên, phái đoàn lên. Lập tức những khuôn mặt ngái ngủ ngồi bật dậy, toán đá banh hùng hục đá lia lịa, hội trường ong ỏng rú lên bài lên đàng. Cờ tướng chiếu tướng loạn xà ngầu, nhóm trồng hoa chúi đầu bới đất, toán câu cá ngồi lại ngay ngắn. Nhiều ông giật mình cầm cần câu giật tới tấp,
Mặc dầu cần câu của các ông chỉ là cái que buộc sợi chỉ và không hề có lưỡi câu, mọi hoạt động náo nhiệt lên một lúc rồi mọi người khám phá ra mình bị gạt, phái đoàn chưa hề xuất hiện, họ lại xìu xuống và lầu bầu chửi thề. Từ văn phòng tiểu đoàn, Nhất và Long thả bộ qua cầu kiểm tra doanh trại, Điển cũng lẽo đẽo theo sau, miệng ngậm cái tăm và tay bưng cốc nước trà nóng. Nhất đứng ở sân nhìn quanh một lúc rồi rẽ vào bệnh xá. Ông bác sĩ cải tạo vừa đi xếp hàng lãnh cơm, bỏ lại gần 10 bệnh nhân nằm la liệt trên chiếc giường tập thể, rên hừ hừ vì sốt rét. Nhất kéo Long ra cửa, hoảng hốt kêu lên: "Chết thật, mình quên cái lũ này. Để chúng nó nằm rên thế này, phái đoàn đến họ lại bảo mình là bỏ thí người ốm. Trong chế độ ta, con người là vốn quý, nhưng các nhà báo phương Tây không hiểu, cứ nói lao nói lếu." Nhất ưu tư: "Khiêng chúng nó đi đâu bây giờ?" Nhất ngoắc tay gọi Điển và dặn: "Sáng mai cho chúng nó đi chung với 300 đứa gầy vào sâu trong rừng, nằm tạm trong ấy, chiều về." Điển nhìn lũ bệnh nhân ái ngại. Điển biết rất rõ là chỉ những tù nhân lết không nổi mới được đẩy vào nằm tại trạm xá. Bởi vì chính Điển đã chỉ thị như thế, bây giờ bắt lội bộ vào rừng làm sao lê được. Nhất hiểu ý Điển, nhấn mạnh: "Đứa nào không đi được thì bắt cái đứa khỏe cõng nó đi." Dứt lời, Nhất bước ra, gã đi sâu xuống phòng đọc sách, len lỏi vào phòng ngủ tập thể. Rồi gã ra hè đứng chắp tay sau đít, nhìn xuống hội trường. Bỗng gã hoảng hốt gọi Điển. Điển xung xoe chạy lại: "Thưa anh gọi tôi." Giọng Nhất lạc hẳn đi: "Cái nhà cùm ở sau bếp đã dỡ đi chưa?" Điển cũng giật thót người, choáng váng kêu lên: "Chết thật, tôi cũng quên." Nhất vừa giận vừa mừng: "Hú vía nhé, cánh nhà báo phương Tây mà nó vớ được cái nhà cùm của mình thì phải biết. Dạo trước giải phóng miền Nam, vụ chuồng cọp Côn Đảo chả làm rung rinh cả miền Nam đấy ơi. Phúc 70 đời, hôm nay họ hoãn lại không vào tham quan. Ông điều ngay cho tôi mấy đứa xuống phá hết, dỡ sạch, khiêng cái cùm vào bếp bảo cho nó đốt bỏ ngay lập tức. Mai kia có cần thì đóng lại cái khác." Long can: "Tháo ra từng mảnh không được, đóng lại mất thì giờ." Nhất không đáp, xăm xăm đi như chạy về phía nhà bếp, khiến Long và Điển cùng vội vàng lẽo đẽo theo sau. Điển nhắc: "Báo cáo chính ủy, tôi đang nhốt hai thằng ở dưới ấy." Nhất hốt hoảng kêu lên: "Thế có bẻo bỏ mẹ không thế? Tôi mà không nhớ ra thì chết cả nút." Ba gã vòng ra sau bếp, băng ngang ruộng rau muống để tiến lại phía nhà cùm. Gọi là nhà nhưng thực ra chỉ là cái chuồng lớn, đóng lại với nhau bằng cây rừng, không lợp mái, để làm chỗ biệt giam những tù nhân mà quản giáo cho là bướng bỉnh. Gã vệ binh canh gác đang ngồi hút thuốc lá trên một tảng đá nhìn xuống dòng suối, thoáng nghe tiếng nói chuyện vội đứng bật dậy, đeo súng lên vai tiến lại phía Điển. Điển nhanh miệng chỉ thị: "Thả hai thằng đó ra, thả chúng nó ra." Gã vệ binh ngơ ngác, hết nhìn Điển lại ngó Nhất bằng cặp mắt ngờ vực. Lệnh tống giam 10 ngày, mới bước sang ngày thứ tư, không lẽ được ân xá? Điển nhắc lại: "Tháo cùm cho chúng nó, bảo cho chúng nó về đi lao động với người ta." Trung đoàn trưởng Long ngăn lại: "Hãng gượm đã." Nhất không nói gì, mặt vẫn hầm hầm bực tức vì sự ngu muội của Điển. Đến cước trước cửa nhà cùm, gã vệ binh quát lớn: "Hai anh kia ngồi lên." Hai tù nhân đang nằm ngửa, mắt nhắm nghiền để tránh ánh sáng, nghe tiếng quát vội vịn tay vào cột ngồi lên. Vệ binh mở khóa, chui vào, ngồi xuống tháo cùm rồi ra lệnh: "Đi ra." Hai ông cải tạo đứng lên không nổi, bắp chân bị kẹp giữa hai thanh gỗ, lại nằm yên ở một tư thế quá lâu, trở thành tê cứng. Gã vệ binh phải 2-3 lần thúc giục, họ mới gắng gượng vịn vào nhau, yếu ớt đứng dậy và run rẩy bước ra. Nét mặt họ hốc hác, nhưng cặp mắt toát ra vẻ bình thản, như không có chuyện gì xảy ra. Họ dìu nhau bước đi, nhưng Long giữ lại và chỉ thị: "Về trại lấy búa, lấy dao đem ra đây. Phá cái nhà này rồi khuân hết vào bếp, bảo anh nuôi làm củi, khẩn trương lên." Hai tù nhân đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác, đã thả không nhốt mà lại còn phá luôn nhà ngục. Chuyện lạ bốn phương, hay là ở ngoài đã đảo tránh rồi chăng? Họ tự hỏi và tiếp tục bước về phía doanh trại. Long quay lại bảo Điển: "Ông bố trí thêm người làm nhanh lên một tí. Hai thằng chết đói mò mẫm đến kiếp nào mới phá xong cái nhà cùm." Nhất yên lặng từ nãy đến giờ, lòng nguôi ngoai đi phần nào. Chờ Long dứt câu, Nhất gằn giọng nói với Điển: "Ông nghĩ xem còn việc gì phải làm nữa không? Bao nhiêu công tác mình hoàn thành tốt, chỉ cần một việc còn con bỏ sót là tất cả đều toi công hết. Ông nhớ kỹ lấy điều ấy." Điển lý nhí nhận lỗi.
hai thủ trưởng về nghỉ đi, tôi sẽ đi kiểm tra toàn bộ một lần nữa. Rồi Điền một mình đi vòng doanh trại, tạt vào xem xét từng ngóc ngách. Mồ hôi gã vã ra như tắm. Gã bỗng thấy hận phái đoàn kinh tế nước Thụy Điển chỉ vì 50 vạn Mỹ Kim viện trợ mà bắt Điền phải lao đao mấy ngày liền.